Xin kính chào các bạn và các vị. Đây là lần đầu tiên trên kênh của mình mượn được một chiếc Galaxy S6 phiên bản màu vàng. Nó là Gold Platinum và hôm nay mình sẽ mở hộp chiếc S6 hai SIM này. Sản phẩm mình mượn tại cửa hàng Clickbuy và các bạn thấy cái tem đảm bảo chất lượng tối ưu ở bên trên. Và khi mà mua máy có cái tem này, các bạn sẽ được đảm bảo chất lượng máy tốt, máy xịn. Và đặc điểm nữa là nếu các bạn phát hiện ra máy đều sẽ được hoàn tiền 100%, tặng thêm 10% giá bán. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cái chiếc máy này. Phiên bản này là Gold Platinum, đó, màu vàng rất là sáng chảnh, chảnh cờ hó luôn. Nhưng mà lần đầu tiên mình được sờ vào, tí soi kỹ nó tí. Ở đây chúng ta sẽ có hộp đựng sách hướng dẫn sử dụng này. Mọi người có một cái tai nghe này giống hệt so với bản chính hãng tại Việt Nam chúng ta. Trong hộp sẽ đi kèm với cục sạc. Đây là cục sạc sử dụng công nghệ sạc Quick Charge 2.0 của Qualcomm. Chúng ta có que chọc SIM và cuối cùng là cáp kết nối micro USB. Như vậy là phụ kiện không khác gì so với phiên bản chính hãng và một số máy xách tay từ Hàn Quốc về. Và đây là chiếc Samsung Galaxy S6 phiên bản màu Gold Platinum. Các bạn thấy là khi mà mình nghiêng ánh sáng chiếu vào thì đây chính là màu Platinum của nó, óng ánh và rất là sang. Và khi chúng ta nghiêng về phía này, nó sẽ chuyển sang màu vàng Gold. Các bạn thấy là màu vàng này thì không giống như màu vàng trên iPhone. Vàng này được gọi là vàng tây, trong khi đấy vàng kia thì giống vàng ta hơn. Màu vàng rất là đặc trưng khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ có cạnh trái là nơi đặt phím tăng giảm âm lượng, trong khi đó cạnh phải sẽ là phím nguồn. Cái điều khác biệt lớn nhất của S6 2 SIM so với phiên bản quốc tế đó là khay đựng SIM của nó dài gấp đôi so với phiên bản quốc tế thường của chúng ta. Bên dưới là cổng sạc micro USB, chúng ta có loa ngoài, mic thoại và jack cắm tai nghe. Bên trên là mắt thần điều khiển từ xa. Và nếu các bạn nhìn thật kỹ thì cái chiếc máy này đường viền của nó cũng sẽ là màu vàng trùng với lệ màu của cái sản phẩm. Mặt lưng là nơi ta đặt camera chính 16 megapixel, đèn flash LED, cảm biến đo nhịp tim, logo Samsung và biểu tượng 2 SIM. Đối với chiếc máy này thì nó không ghi nơi làm, nếu mà các bạn mua hàng chính hãng sẽ ghi là made by Samsung in Việt Nam. Tuy nhiên thì cái này lại không có ghi là nơi nào làm, mình nghĩ chắc là bên tàu khựa. Còn cái sản phẩm màu Gold Platinum các bạn thấy là mình chỉ cần nghiêng nhẹ, thấy chưa, đúng rồi, không phải màu vàng đâu. Ý ở đây mình muốn nói chính là thấy dấu vân tay ấy. Dấu vân tay hiện trên con này rất là nhiều, mình chỉ cần chạm nhẹ lên thấy đó. Cái màu Gold Platinum là một màu rất sang, rất độc, Samsung đem ra quảng cáo khá nhiều, nhưng đáng tiếc nó lại bám quá nhiều mồ hôi dấu vân tay ở trên máy. May mắn thay là mình nhặt được một con màu trắng, vì thế nên nó không để lại nhiều cái vết bẩn. Trong khi đấy những cái con màu xanh đen hoặc là con màu vàng như thế này thì nó lại chuyển sang những cái dấu vân tay và mồ hôi, nó sẽ bám ở cả mặt trước và mặt sau, vì thế trong máy rất là nhanh bẩn. Nếu mình là các bạn mua máy về, bắt đầu mình đem ra mình nhúng vào thùng sơn, mình sơn nó thành màu khác, lúc đấy chúng ta sẽ không còn bóng mà không sợ bám mồ hôi dấu vân tay nữa. Thật ra tốt nhất các thím đừng làm như thế, các thím chỉ cần dán lên một cái miếng bình thường cho là được. Đây là phiên bản 32GB của mình. Và là máy 2 SIM, nó sẽ có tồn tại hai số email trên cái sản phẩm này. Quay trở vào bên trong, thường thì người ta mua máy 2 SIM xoắn nhất đó là máy Trung Quốc không có Google Play rồi không có tiếng Việt. Nhưng mà các thím nhìn vào phát thấy ngay, đây là máy mới hoàn toàn nhưng đã có sẵn CH Play của chúng ta. Tiếp theo là mình vào phần cài đặt, lúc này đã có sẵn tiếng Việt cho mọi người. Không, ta hoàn toàn không cần phải cài thêm tiếng Việt, không cần phải cài thêm Google Play Store, không hề có cái lỗi tồn tại như là giới hạn ký tự tin nhắn hay là cộng 84 đầu 96 vân vân. Thì thực ra cái chiếc máy này là phiên bản quốc tế hoàn toàn bình thường. Các bạn mua về cắm SIM vào sử dụng và cả hai khay SIM đều hỗ trợ được mạng tốc độ cao chúng ta 3G chứ không phải là một trong hai khay nữa. Ngoài ra chiếc Galaxy S6 này thì cấu hình tương tự với cái chiếc Galaxy S6 bản 1 SIM. Đó là sử dụng vi xử lý Exynos 7420. Chúng ta sẽ có 3GB, màn hình của nó là độ phân giải 2K và camera trước tự sướng 5MP. Chúng ta sẽ có loa thoại, cảm biến. Bên dưới là phím đa nhiệm, chúng ta phím home cứng kèm với cảm biến vân tay và cuối cùng là phím back ở bên phải. Galaxy S6 có thể nói là một chiếc smartphone năm nay đáng để mua nhất. Flagship hồi đầu năm thì khó con nào có thể cạnh tranh được, kể cả G4, M9 hay là Xperia Z3 cộng hoặc là Z4 vừa mới ra mắt gần đây. Và nếu các bạn thích một sản phẩm cao cấp hỗ trợ 2 SIM và chúng ta muốn trải nghiệm một trong những sản phẩm hàng đầu thì có thể mua chiếc Galaxy S6 2 SIM này. Đương nhiên là chúng ta hiện nay có cả màu bạc, cả màu trắng, màu đen, màu vàng như hiện nay các bạn đang nhìn thấy, vì màu trắng và màu xanh đen thì mình đã mở hộp rồi. Cảm ơn Clickbuy đã cho mượn sản phẩm thực hiện video này. Các bạn đang tìm kiếm những sản phẩm 2 SIM cao cấp như Note 4, G3, Z4, Z3 hay S6 thì Clickbuy hiện nay đều đang có bán hàng mới 100%. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.